Mẹ ơi, con nhớ nhà lắm. Không phải là con không muốn về nhà đâu, mà thực sự là con phải kiếm tiền. Vì cuộc sống này không cho phép con ngừng phấn đấu. Con chọn xa xứ, xa quê để đi làm, chỉ mong cuộc sống sau này được tốt hơn. Nhưng mà ở một nơi đất khách quê người, nhìn người ta ăn bữa cơm gia đình sum họp, con chợt nhận ra là cũng đã lâu rồi con không được ăn bữa cơm gia đình. Con nhớ nhà, nhớ quê hương. Con mãi mê với công việc mà quên mất một điều là ba mẹ đang già đi. Mẹ tôi dặn tôi là mệt quá thì về nhà nha con. Nhưng mà mẹ à, đường về nhà còn xa lắm. Vì tương lai lên đường từ giã, cha yêu mẹ già, rời quê hương lưu lạc muôn phương vạn dặm trùng xa. Nước mắt đắng môi nghẹn ngào đau nhói, từng ngày dài xa cách mẹ cha. Giờ phương xa tháng ngày lắm lũ, sương gió mịt mù, vì đông lương thân tàn gầy yếu, xứ người quạnh hiu. Con nhớ gia đình bữa cơm quạnh vắng, mong ngày về bao hiếu.